Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay thì chúng ta cùng học phần break dance của bài Why More Who Try nhé. Đây là biểu phản của mình này, để đánh giá. Đầu tiên mình sẽ đếm nhịp cho mọi người như sau: 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4 và 5, 6 và 7, 8 và 1 và 2 và 3, 4 và 5 và 6 và 7, 8 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6 và 7, 8 và 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người động tác này. Đầu tiên, mọi người có thể chân phải ở phía trên hoặc chân trái đều được nhé. Với mình sẽ để chân trái. Sau đó, mọi người đổ về trước, đưa dọc hai bàn tay xuống thế này. Tiếp theo, dẫn người xuống dừng và đổi tay phải trên nhạc, đổi. Tiếp theo, đi cho mình chân trái, thì đổ tay phải lên thế này. Để tay phải ở lại
1, 2, 3, 4 và 5, 6 và 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, nhảy được. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong cho mọi người phần break dance của bài One More Try. Thì mình rất mong là mọi người sẽ tập và hoàn thành sớm được bài này. Có điều gì khó khăn hoặc là chưa hiểu thì mọi người hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé.